Chào tất cả các bạn, mình là Nhân Minh và hôm nay chúng ta cùng học quyển tiếng Anh 4 mà trên là Next Move Unit 5 Lesson 8 phần Art Connection nhé. Chúng ta sẽ cùng học thôi. Đây, chúng ta sẽ đoán đồ vật khi nó sượt qua nhé. What did you need? Chúng ta sẽ cần là pencil, cần bút chì, giấy và bút màu nha các bạn. Để đây, phần này các bạn sẽ đọc cái phần nốt này và các bạn sẽ thực hiện những cái tác phẩm của các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ học về những cái traditional Vietnamese musical instrument. Chúng ta sẽ có đầu tiên ta có cái drum, trống nha các bạn. Ở trên ở Tây Nguyên thì người ta sẽ có những cái cồng, người ta có lễ hội cồng chiêng và đây là cái cồng chiêng này các bạn. Người ta sẽ gọi cái cồng chiêng là Vietnamese gồng. Còn sáo tre thì nó sẽ là bamboo flute. Ta có đàn tì bà, nó sẽ là đàn tì bà. Đây là đàn nguyệt nhá, nó sẽ là đàn nguyệt. Đây là đàn 2 dây, còn đàn tì bà 4 dây nha các bạn. Ok, this is a musical instrument from Vietnam. It's an Vietnamese gong. Còn đây các bạn có thể tự điền thêm vào nhá. Ok, chúng ta có activity 1. Choose your response. I play the drums, the tambourine and the didgeridoo. Do you play a musical instrument? Yes, I do. I play the drums. Phần này các bạn có thể trả lời yes I do thì các bạn sẽ phải điền vào ô này là các bạn chơi cái gì nhá. Hoặc là no I don't thì các bạn sẽ không cần trả lời gì. Các bạn sẽ tick nha các bạn. Ok. Chúng ta có activity to act out the conversation. Phần act out này thì các bạn sẽ lên lớp để diễn ở trên lớp cùng các bạn hoặc cùng với cô giáo nhá. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần lesson 8, unit 5, phần Art Connection. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.